Hello, xin chào các bạn. Trong chương trình góc kỹ thuật cuối tuần lần này, mình sẽ làm một món để ăn vào mùa đông. Đó là món sườn bò hầm. Các loại gia vị cần thiết để làm cái món sườn bò hầm này: chúng ta cần một chút rượu vang. Thì rượu vang dùng để chế biến cái món ăn này không nhất thiết là loại rượu ngon. Chúng ta chỉ cần kiếm các loại rượu vang dùng để nấu ăn bình thường cũng được. Một chút dầu, có thể là dùng dầu olive hoặc là các loại dầu cải khác. Thì dầu này chúng ta sẽ dùng để chiên sơ qua cái miếng thịt sườn cho nó nám vàng trước khi chúng ta bỏ vào nồi để hầm. Nếu ai mà ăn được cay thì có thể bỏ thêm một chút ớt bột. Kế tiếp là cái loại lá oregano, bỏ vô cho nó thơm thì có thể dùng loại lá khô cũng được. Một chút quế, bỏ vào cho thơm và ăn trong mùa đông cho nó ấm. Dĩ nhiên là chúng ta phải cần có muối và tiêu. Cái nước súp dùng để hầm cái món sườn bò này thì bên đây nó gọi là beef broth. Thì thông thường mình có thể dùng cái loại cái beef broth bình thường hoặc là các loại các súp phở người ta đã chế biến sẵn. Thì hôm nay thì mình sẽ dùng cái món là súp phở thay vì dùng các loại beef broth thông thường ở bên Úc. Một chút tỏi bột để mình bỏ vào nước hầm. Một chút cái hột hạnh nhân, ở bên đây nó gọi là cái hạt almonds. Thì nếu mà ở Việt Nam mà không có cái hột almonds này thì mình không cần bỏ vào cũng được. Do bên Úc cái hạt hạnh nhân hay almonds này nó có sẵn nên mình sẽ bỏ một chút vào hầm cùng với thịt bò ăn cho nó ngon. Kế tiếp là cái lá rosemary tươi để mình hầm chung với thịt ha. Thì để hầm với cái món thịt bò này, chúng ta cũng có cần thêm một số nguyên liệu như là cái củ cải đỏ này, khoai tây. Thì cái loại khoai tây này mình dùng thì mình không cần phải lột vỏ. Nếu bạn nào mà thích lột vỏ cũng không sao, nhưng thông thường ở bên nước ngoài người ta chỉ cần rửa sạch khoai tây đi. Nếu cái khoai tây nhỏ thì để nguyên, còn nếu lớn quá thì mình có thể cắt đôi ra giống như thế này cũng được. Hành tây và vài củ cà rốt. Cái loại cà rốt này mình dùng là bên đây là cái baby cà rốt. Thì mình có thể để nguyên một cái củ cà rốt vào, không cần phải cắt ra giống như những cái củ cà rốt lớn. Và dĩ nhiên chúng ta không thể nào thiếu cái món thịt sườn bò. Thì ở đây mình mua cái thịt sườn bò này cho 3 người ăn, và số lượng khoảng 1 kg mốt, có 3 miếng lớn đó, mỗi người ăn 1 miếng. Và cuối cùng chúng ta cần một cái nồi. Cái nồi này bên đây gọi là cái nồi hầm hay là slow cooker đó, để hầm trong khoảng thời gian nó lâu, từ 4 tới 8 tiếng. Cái việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là chúng ta sẽ ướp cái những cái miếng sườn bò này với một chút muối và tiêu. Và sau đó chúng ta sẽ chiên cho nó vàng cái lớp mặt bên ngoài trước khi chúng ta đem vào hầm ở trong nồi.
Sau khi ướp muối và tiêu, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chiên sơ qua trước khi hầm. Mình cũng giới thiệu sơ một chút về cái nồi hầm này. Thì cái nồi hầm này của mình nó có chức năng là nó sear, hay bên mình gọi là cái chức năng rán. Thì thông thường nếu không có những cái nồi mà không có chức năng này thì chúng ta phải đem những cái miếng sườn bò chúng ta chiên sơ qua trên một cái chảo khác, và sau đó chúng ta mới bỏ vào cái nồi hầm. Do cái nồi này nó có chức năng là sear thì chúng ta sẽ dùng luôn chức năng của nó và không cần có thêm một cái chảo khác để chiên những cái miếng sườn bò. Bây giờ mình sẽ bật cái bếp lò này lên và mình sẽ chuyển nó sang chế độ gọi là sear để rán sơ hay là chiên sơ những cái miếng sườn bò này trước khi chúng ta hầm nó. Thì bây giờ mình sẽ cho một chút dầu vô và sẽ chiên sơ những cái miếng bò này lên. Bây giờ mình sẽ lật những cái miếng sườn bò này lên. Đã đến lúc chúng ta có thể bỏ tất cả các gia vị vô. Bây giờ chúng ta có thể đổ cái súp bò này vô. Kế tiếp là chúng ta cho thêm một chút rượu vang. Một chút ớt khô, thêm một chút tỏi bột, một chút lá oregano khô, một tí xíu bột quế. Almonds. Carrots, củ cải đỏ, khoai tây và hành tây. Và cuối cùng là hai cái lá rosemary tươi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái nồi này sang chế độ là slow cook, hay còn gọi là chế độ hầm. Có hai cách chúng ta có thể chọn. Một là chúng ta có thể hầm nó trong khoảng thời gian 8 tiếng. Hai là 4 tiếng. Thì nếu mà chúng ta có thời gian á, chọn ở chế độ 8 tiếng thì hầm nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà bây giờ mình cũng không có nhiều thời gian lắm, do đó mình sẽ chọn ở chế độ là hầm trong vòng 4 tiếng ha. Thì mình sẽ đợi chế độ là hầm 4 tiếng. Và 4 tiếng sau mình sẽ quay lại và cho các bạn xem tiếp. Sau
4 tiếng đồng hồ, cái nồi này của mình đã tự động tắt. Và bây giờ mình sẽ mở nắp ra. Thì cái mùi nó bốc ra rất là thơm. Bây giờ mình sẽ múc thịt và các loại rau củ quả ra dĩa để cùng ăn với một lát bánh mì và uống một chút rượu vang nhé. Bây giờ mình sẽ thử ăn một miếng bò hầm ha. Bây giờ mình rẽ miếng thịt ra coi như thế nào. Thịt đã mềm và nhừ rồi, rất là ngon. Bây giờ mình sẽ ăn một miếng thịt bò hầm này với lát bánh mì. Thơm, mềm mùi bò và rất là ngon các bạn. Xin mời các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại lần tới.